Thanh Thảo xin mến chào quý vị. Hôm nay Thanh Thảo trở lại với chương trình thứ hai với chủ đề sự tan rã của cuộc hôn nhân, có lẽ là sự ly dị. Và trước khi bắt đầu chương trình này, Thanh Thảo xin quý vị lưu ý nội dung của chương trình này là để trình bày các chủ đề về pháp luật với quý vị, với mục đích là để mở mang kiến thức tổng quát, chứ không phải để thay thế cho một cái tư vấn riêng về pháp lý. Bởi vì mỗi hoàn cảnh của quý vị thì đều có những cái chi tiết phức tạp, đa dạng, với nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Vì vậy, nếu quý vị muốn một lời tư vấn pháp luật rất chính xác, thì quý vị cần phải liên lạc với văn phòng Thiệu Thảo tại số 832-724-9615 để có được một sự tư vấn riêng với cựu chánh án Hinojosa, Thanh Thảo hoặc là các văn phòng của luật sư, hoặc là bất cứ một văn phòng luật sư nào do sự lựa chọn của quý vị. Bởi vì vậy, quý vị không nên sử dụng những cái pháp luật, những cái tư vấn, không phải tư vấn mà những cái thông tin rất tổng quát này để mà giải quyết cho trường hợp riêng của chính mình. Và để bắt đầu chương trình, Thanh Thảo một lần nữa xin mời sự trở lại của cựu chánh án Hinojosa. Welcome to the show again. Come on, Yvay. Đề tài hôm nay là có thể là một đề tài chủ yếu của cái chủ đề luật gia đình, đó là sự ly dị. Thì câu hỏi đầu tiên có nghĩa là khi chúng ta ly dị ở tiểu bang Texas thì chúng ta có cần phải có một lý do chính đáng nào không? Chúng ta có phải tìm ra lỗi lầm của cái người đối phương để mà được quyền ly dị hay không? What is a no for marriage? A no for divorce. I'm so sorry, no for divorce. No divorce. There's no such thing as no-fault marriage. I'm so sorry. I forget. A no-fault divorce is essentially a divorce where the parties recognize they simply cannot live together happily any longer, and they want to end the marriage. And our law in Texas does permit that. That one party or both can agree and terminate their marriage. Under prior law, there used to be a requirement of showing fault, bad facts, bad things that happened that justified the marriage. That changed a number of years ago, where families just decide they made a mistake and want to end their marriage and do so on a friendly basis. And therefore, we now have such a thing as a no-fault divorce, where it's not anybody's fault. But nevertheless, the courts can grant a divorce. Tại tiểu bang Texas thì chúng ta không cần có một lý do hoặc là không cần tìm ra một lỗi lầm của đối phương và chúng ta được quyền xin ly dị. Có nghĩa là đây có thể là chỉ là một cái quyết định của một chiều, một bên thôi, hoặc là hai bên, nhưng mà không cần bắt buộc phải có sự đồng ý của hai bên, và chúng ta cũng phải không cần đòi hỏi là bên kia có một lỗi lầm gì đó để mà cho chúng ta một cái quyền để được ly dị. Thì như quý vị đã biết, luật gia đình thì mỗi năm đều có sự thay đổi. Thì trước đây á, thì muốn ly dị thì cái người đứng đơn, cái người nguyên cáo phải tìm ra một lý do nào đó thì họ mới được xin ly dị. So I'm so sorry. The second question is what is the defense? Oh yeah, what is the defense of it? Well, realistically there isn't much of a defense to a no-fault divorce because by its very nature, it's not a matter of someone having done something bad to another party and therefore justifying ending the marriage relationship. So when one side doesn't want the divorce and the other side insists on obtaining it, ultimately the divorce is going to happen. The party who opposes it can make it last a whole lot longer and make it cost a whole lot more, but ultimately the divorce will happen. Assuming that it is based on no fault. Và Thanh Thảo hỏi rằng cái người mà không đồng ý ly dị đó thì họ có một cái quyền gì để nêu ra để mà chống đối cái người đối phương mà người đứng đơn cái ly dị hay không? Thì vị khách chúng ta nói rằng không, nếu mà chỉ cần một bên muốn ly dị thì tòa sẽ cho phép ly dị, mặc dù cái người phối ngẫu chúng ta có thể làm chúng ta rất là nhức đầu, kéo dài của sự ly dị, làm tốn kém, mất thời gian, nhưng mà chỉ cần một bên đồng ý thì rồi cái cuộc ly dị đó cũng sẽ được chấp thuận bởi tòa án. The next question, so besides the no for divorce, what are the grounds for divorce?
Well, there are actually two no-fault grounds. One is the one we just talked about, and its proper name is insupportability, where they just can't live together anymore, can't support the marriage. And another no-fault ground is if the parties live apart for a full 3 years, not saying who was at fault or why it happened, but just 3 years of not living together is also a no-fault ground for divorce. The fault grounds for divorce that we have in our law are such things as cruel treatment, that can be physical or it can be mental, adultery, conviction of a felony involving imprisonment for at least a year, confinement in a mental hospital for 3 years. Those are the principal fault grounds for which a divorce can happen. Hồi nãy Thanh Thảo có quên một cái phần rất là quan trọng là khi mà chúng ta đưa đơn để mà ly dị mà không cần lỗi thì chúng ta chỉ cần đơn giản nêu một cái lý do là tại vì cái sự khác biệt giữa hai người đã làm cho cái cuộc hôn nhân này không có một cái kỳ vọng gì để hòa giải nữa, có nghĩa là không còn cái lý do gì để mà có thể hòa hợp để sống chung với nhau nữa thì chỉ là đủ rồi. Nhưng mà ngoài ra nếu mà hai người đã sống xa nhau 3 năm thì họ cũng có thể được tự động ly dị. Nhưng mà ngoài ra có những cái cuộc ly dị mà chúng ta tìm lỗi thì nó có những cái lý do sau đây quý vị có thể nêu ra trước tòa án. Có nghĩa là một trong hai người đã vi phạm lỗi lầm ngoại tình. Thứ hai nữa đó là đã bị kết án hình sự, mà cái kết án này có thể bị ở tù 1 năm trở lên và có thể là bị nhập viện tâm thần tại vì bị bệnh tâm thần. Và ngoài ra là có mình có thể một cái lý do nữa là cái người hôn phối của mình đã hành hạ thể xác hoặc là tinh thần của mình. So how long do you have to live here to get a divorce? Texas law's residency requirements for obtaining a divorce are you must have lived in the state for a period of 6 full months, and the last 3 of those months must have been spent in the county in which you filed for divorce. Tuy là quý vị không cần phải có một cái lý do nội dung nào để nêu ly dị, nhưng mà có những cái điều khác, điều kiện khác quý vị cần bắt buộc phải hội đủ, có nghĩa là một cái sự bắt buộc về hình thức là quý vị phải ở Texas, bất cứ nơi nào Texas trong vòng 6 tháng và tại cái quận của mình quý vị phải thường trú 90 ngày tối thiểu. Chẳng hạn như nếu mà quý vị muốn nộp đơn ly dị ở quận Harris thì quý vị ở Texas tối thiểu là 6 tháng và phải ở quận Harris trong vòng ít nhất là 90 ngày. I would also point out that under Texas law, either spouse has the right to obtain divorce based upon the residency of the other spouse. So if one spouse lives outside the state or lives a long way away, but the other spouse has the residency requirements, the absent spouse can proceed with a divorce based on the residence of the one who still lives here. Và có một điều lưu ý rằng là cả người bị đơn hay đứng đơn, nếu mà một trong hai người đó hỏi đủ hai điều kiện trên là ở Texas 6 tháng và quận của mình 90 ngày thì bất cứ người nào đều cũng có thể đưa đơn để mà ly dị hết. How long does it take to get a divorce? The absolute minimum amount of time that it can take to get a divorce, the minimum amount is 61 days from the date the petition for divorce is filed, to the date the court papers get to the court. 61 days minimum. There isn't any maximum. It can go on as long as the parties intend to fight, or the judge just gets frustrated and dismisses the case. It can take a long time. A typical divorce in Harris County, with some issues but not a whole lot of bitter issues, probably somewhere between 6 to 8 months. Và Thanh Thảo hỏi rằng kể từ cái ngày chúng ta nộp đơn ly dị thì khoảng bao lâu thì chúng ta được tòa án chấp thuận cho sự ly dị đó, thì trong một cái cuộc ly dị mà không tranh chấp
có nghĩa là hai bên đều tự thỏa thuận và đồng ý không có một cái vấn đề tranh chấp nào hết, thì tối thiểu là 61 ngày kể từ ngày nộp đơn thì tòa án sẽ chấp thuận sự ly dị không tranh chấp này. Nhưng mà nếu mà một trong hai người có một sự tranh chấp nào đó thì trong, quý vị biết, trong một cái quá trình ly dị thì có rất là nhiều vấn đề cần phải giải quyết, chẳng hạn như là cấp dưỡng con cái, giám hộ con cái, phân chia tài sản cộng đồng, đánh giá tài sản cộng đồng, tài sản riêng. Thì thông thường nếu mà chỉ có một vài vấn đề không thì cuộc ly dị trung bình ở quận Harris thì kéo dài cỡ từ 6 đến 8 tháng. Do you know what is the policy for the 61 days waiting period? Yes, the legislature wanted to make certain that people who were possibly about to get a divorce or on the threshold of getting a divorce have an opportunity to think about it instead of acting rashly. And the hope is that if they're headed for the courthouse, they might think twice about it and ultimately maybe kiss and make up and not go to court at all. Và Thanh Thảo hỏi rằng thông thường mỗi khi chúng ta có một cái quy định, một cái luật pháp nào đó thì đều có những cái lý do, những cái chính sách đằng sau cái quy định đó. Thì câu hỏi của Thanh Thảo là lý do nào mà những người lập pháp họ lại có một quy định bắt buộc là 61 ngày sau kể từ ngày đọc đơn cho một cuộc ly dị không tranh chấp thì tòa án mới chấp thuận cho cái chấp thuận sự ly dị này. Thì câu trả lời rằng các nhà lập pháp họ muốn cho các người, những cái người mà có ý định muốn ly dị hoặc là đang chuẩn bị ly dị có một cơ hội để mà suy nghĩ lại họ có muốn ly dị hay không. Tại vì thông thường có những lúc mà hai người họ bất đồng ý kiến, trong một cơn giận dữ, mất bình tĩnh thì chạy tới tòa án và nộp đơn ly dị. Nhưng mà có thể là 61 ngày trôi qua thì họ bình tĩnh lại, họ suy nghĩ lại và có thể là lúc đó họ tha thứ cho nhau và đã huề nhau rồi và không cần phải ly dị nữa. Thì đó là lý do tại sao họ cần phải đợi ít nhất là 61 ngày. There's another reason for that too. The legislature felt that by keeping the family together, the children are much better off. So if they're children of the marriage, it's even a stronger reason why the marriage should be saved if it can be. Và một cái lý do nữa là Texas, tiểu bang Texas thì thiên về sự hôn nhân của gia đình bền vững, họ không có thiên về ly dị. Nên nếu mà cho 61 ngày đó thì cho một cái cơ hội để mà cuộc hôn nhân được sống lại, trải qua cái cuộc gây go không cần ly dị, và cái đó có thể là một cái chuyện đáng mừng cho những cái đứa con trong cái gia đình đó. The next question, what if the couple doesn't get along and they move out, they don't live together anymore? I mean, are they divorced automatically by living, by moving out? No, there is no such thing as an automatic divorce. You have to ask for it. It can be simple and friendly, or it can be horrendously expensive and very bitter. But there is no such thing as an automatic divorce. You don't end a marriage simply because you walk away from it. Và Thanh Thảo hỏi rằng nếu mà hai người họ không có thể nào mà sống với nhau hòa thuận với nhau nữa, thì họ không còn ở chung, họ hoàn toàn ở xa cách nhau, ở khác nhà, có thể là một thời gian rất là dài, thì cái sự chia cách này có chứng minh rằng họ đã ly dị hay không? Thì câu trả lời là không. Nếu mà muốn chấp nhận một cuộc hôn nhân thì quý vị phải trải qua một cái thủ tục ly dị. Thì thủ tục ly dị này có thể rất là đơn giản và thân thiện, rất là ít tốn tiền và ít thời gian, hoặc có thể là một cái cuộc tranh chấp rất là gay go và cay đắng. Nhưng mà dù sao đi nữa, muốn chấm dứt một hôn nhân thì cần phải có một cái thủ tục ly dị chính thức và phải được chấp nhận bởi tòa án. What is the consequences of living apart and not having a formal divorce? I'm glad you asked that question. I understand that that's a fairly common practice in the Vietnamese community. Mm-hmm. There's a great risk if you walk away from the marriage and walk away from the household. You may very well end up with a whole lot less. The community estate still exists, even though the parties have separated. And the community assets, the bank accounts, the 401ks, anything that represents assets and wealth are available for division, but only if the parties do it or the court orders it.
if they just simply leave, the other side's going to be remain in control of whatever assets, and it will probably end up with very little left to be divided. Vâng, à, câu hỏi rằng cái hậu quả gì xảy ra nếu mà chúng ta không muốn sống chung nhưng mà chúng ta cũng không có muốn đối diện tòa án, chúng ta không có muốn hoàn tất cái thủ tục ly dị, thì vị khách chúng ta nói rằng rất là nguy hiểm. Tại vì nếu quý vị không có chính thức ly dị thì mặc dù quý vị ở xa cấp mấy, ở tiểu bang nào, ở chia tay 10 năm đi nữa, thì tất cả những cái tiền tài, những cái tài sản của cải tích lũy được trong nhà băng account hay là tiền đi làm hoặc là trong cái tiền dị hưu chúng ta thì đều là tài sản cộng đồng và sẽ bị chia cho người bên kia. Và Thanh Thảo cũng nói thêm rằng nếu mà chúng ta không có chính thức ly dị thì cái người hôn phối chúng ta nếu mà họ đi ký kết hợp đồng hoặc là họ vô một cái mượn nợ gì đó thì chúng ta lại vẫn lãnh một phần trách nhiệm của cái số nợ đó. Tại vì mặc dù là chúng ta có đầy đủ bằng chứng nói rằng chúng ta không nói chuyện, không có liên hệ gì hết và không có gặp mặt luôn, nhưng mà nếu mà không có một cái văn từ chính thức, một án lệnh ly dị chính thức, thì kể như trên mặt pháp lý chúng ta vẫn còn là vợ chồng. I would also point out that, as I know there are many people in this community that own their own businesses, and that is an especially risky thing if you are married to someone who owns their own business, and you walk away from it, you lose all knowledge of what the business is earning or what the assets are, and the business doesn't stop just because one party has left the marriage. But you often find out that it's very hard to find out what the real values are, especially of the business and how much money it's making. Và ông muốn nêu ra rằng trong cái cộng đồng Việt Nam thì có rất là nhiều người họ có một cái business, một cái thương mại riêng, và nếu mà chúng ta chỉ đơn giản bước ra đi mà không có ly dị thì chúng ta mất toàn quyền điều khiển cái thương mại đó. Chúng ta sẽ không có một cái hiểu biết hoặc là một cái đánh giá nào về cái giá trị của cái thương mại chúng ta, tiền vô tiền ra như thế nào, và nó có thể rất là có hại. Tại vì những cái tiền mà vô mà chúng ta được quyền hưởng thì chúng ta không hề biết tới, hoặc là nếu mà cái thương mại đó làm ăn thua lỗ nợ nần thì chúng ta lại có thể là bị trách nhiệm, mà bị trách nhiệm rất là nhiều nữa. The next question is, for the no-fault divorce, what are some arguments for it? What is the defenses for the no-fault divorce? Well, the defenses for the no-fault divorce is that under the old system that we had before we had the no-fault divorce, the lawyers literally had to make their clients invent reasons, causes for the divorce. Cruelty, and particularly mental cruelty, was the principal grounds for divorce, but it was really very much a sham. It was the typical case that we now today accept as no-fault divorce. Back then, we had to get our clients to more or less stretch the truth in order to meet the minimum requirements for the judge to be able to grant a divorce, when in fact the reality is they just simply didn't want to live together any longer, but the law could not grant them a divorce on that basis. And the vast majority of the no-fault divorces that we have today are no-fault divorces, and they go through the court system very quickly and very inexpensively. But under the old system, it was a very painful and costly experience to do that. So that is one of the main defenses of the no-fault divorce. There are others. Dạ, kính thưa quý vị, thì là một câu hỏi mà có thể là hơi ra cái lề về luật pháp. Một câu hỏi này có thể nghiêng về cái sự thắc mắc về cái chính sách là tại sao các nhà lập pháp lại cho phép một người ly dị mà không cần phải nêu lỗi người kia hay không cần một lý do nào hết. Thì câu trả lời là hồi xưa dưới một cái hệ thống luật pháp cũ thì khi muốn ly dị chúng ta phải tìm một cái lỗi lầm nào đó, và cái lỗi lầm mà người ta hay sử dụng nhất có nghĩa là bị hành hạ về tinh thần. Thì hồi nãy nói chuyện thì rất là mắc cười, tại vì khi mà người ta đã không muốn sống chung, người ta đã có ý định trong đầu là ly dị rồi, thì dù sao đi nữa người ta cũng sẽ ly dị thôi. Nhưng mà nếu mà gây khó khăn quá thì các người mà muốn ly dị hoặc là luật sư
của họ thì bắt đầu họ thông đồng với nhau và họ tìm ra những cái lý do mà không có thật thà lắm. Chẳng hạn người đó hành hạ thể xác tôi, người đó hành hạ thân thể tinh thần của tôi, và có nhiều cái lý do nó rất là buồn cười. Chẳng hạn như là tôi nấu ăn cái salad này trộn không ngon, và cái ông chồng của tôi chê làm cho tâm lý của tôi gọi là sụp đổ, nọ tôi không thể nào mà sống nổi. Thì khi mà chúng ta bắt buộc những cái người đương sự phải tìm lý do thì họ lại không có được thật thà, và cái điều này gây ra nhiều cái sự gọi là không thật thà trước tòa án, và các luật sư thì lại giúp đỡ thân chủ của họ không phải là bịa đó tìm ra những cái lý do không thật thà. Thì đây là cái chuyện là không tốt, nên những nhà lập pháp họ mới thay đổi cái luật này và cho phép ly dị mà không cần lý do. Thì Thanh Thảo xin nói thêm là Thanh Thảo có làm một số nghiên cứu, thì lúc nào mà có luật nào cũng có hai phe, một phe thuận, một phe nghịch. Luật lệ nào cũng có những phe đối lập với nhau hết. Thì đối với những người mà họ ủng hộ cái sự mà ly dị không cần lý do, thì họ cảm thấy rằng là ở với nhau mà không cho ly dị thì kể như là ở trong một cái hôn nhân địa ngục, có nghĩa là miễn cưỡng quá hay đâu có tốt. Và thứ hai nữa, họ cảm thấy rằng đối với con cái, nếu mà thật sống nhau mà cứ cãi giả nặng nề quá thì cũng đâu có tốt gì cho tâm lý của đứa bé đâu. Cái điều quan trọng là yêu thương nó, dạy dỗ nó, chứ ở với nhau mà thật sự không hợp mà cứ trong một cái môi trường gọi là độc hại thì cũng không có tốt đẹp gì lắm. Và cái điều thứ ba nữa rằng họ cảm thấy rằng nếu mà cho ly dị mà không cần lý do thì giúp đỡ người ta không cần phải nói láo trước tòa án bằng cách bịa ra đủ thứ lý do hết. Nhưng mà những cái người mà họ cảm thấy rằng á là cần phải có lý do thì họ cảm thấy rằng nếu mà cho ly dị không lý do giống vậy thì cái tỷ lệ ly dị nó sẽ cao, tại nó quá thuận tiện cho mọi người. Và đối với họ thì một cái cuộc hôn nhân là một cái khế ước giữa hai người, và nếu một người được quyền bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó với sự đồng ý của người kia thì đó là một cái sự không có công bằng. Thì quý vị, Thanh Thảo rất là muốn nghe ý kiến quý vị ủng hộ hay là không ủng hộ cái sự ly dị không lý do. Thì đây là chương trình của quý vị, nên nếu quý vị có những cái gì chia sẻ về một cái luật pháp nào đó thì quý vị có thể email hay là gọi, và Thanh Thảo sẽ chia sẻ những ý kiến đó với chương trình tới. Bây giờ đã hết giờ, Thanh Thảo rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình thứ hai với đề tài ly dị, và mong hẹn gặp lại quý vị vào thứ ba tuần tới. We finished the second show. Do you want to say bye to the audiences? Yes, thank you very much. Come on, we there. Yeah, xin cảm ơn quý vị.